Xin chào các anh chị, lại là Trung đây. Để tìm hiểu về các bước yêu cầu quyền lợi bảo hiểm, chúng ta cần 1, 2, 3, 4. Chỉ 4 bước, đơn giản như các chung bước chân. Bước 1, xác định quyền lợi bảo hiểm và trường hợp hợp lệ. Bước 2, chuẩn bị chứng từ. Bước 3, nộp chứng từ online qua My Sun Life và website My Benefit. Offline, đến văn phòng Sun Life gần nhất hoặc gọi tư vấn tài chính. Bước 4, nhận chi trả quyền lợi trong vòng 30 ngày hoặc chỉ 3 ngày với trường hợp đầy đủ chứng từ. Hy vọng là qua 4 bước vừa rồi sẽ giúp cho anh chị chúng ta có thể thấu suốt thông tin tường tận các bước yêu cầu quyền lợi bảo hiểm. Đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Bất kỳ lúc nào, Sun Life cũng ở bên cạnh và hỗ trợ giúp anh chị có thể an tâm tận hưởng cuộc sống. Có Sun Life, mọi thứ alright.